Hi, xin chào các bạn đến kênh Đại Lâm Buôn Giờ. Mình là Tào Lao, chào mừng Đào Trần Hoàng Đại Lâm Ba Lao Tây. Đây là sân cầu tre Huyền Thoại, hẻm 139 đường Lê Thế Vinh, quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện tại bây giờ là 16 giờ, mát mẻ, rất mát mẻ các bạn ơi. Đi trước mà đóng kính chú Lâm là Dương Châu, gọi là thầy giáo Dương. Một kỳ, còn bên kia là Bad Boy, cái bàn 9 mét nha các bạn. Các bạn hãy chờ xem thầy giáo Dương Châu và Bad Boy sẽ như thế nào đây. Tỷ số tại là 1-2. Mùi bi lại là thầy giáo Dương đánh bóng ra ngoài. 2 đều. Đây là kèo solo. 2 đều. Thầy giáo Dương đang vô hàng và vô hàng. Còn đây là Lip Pro, chai nóng và chai lạnh 135.000 một chai. Chai đau mỏi vai gáy 145.000 một chai. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Một pha quá đẳng cấp vừa rồi của Bad Boy. Tỷ số tại giờ là Baby 3-2 đang nghiêng về cho Bad Boy. Thầy giáo Dương trước đây là từng cặp cả với bài trùng Khanh Super tại sân này, đối đầu với Lẫy và Tiến Đen. Một trận bóng rất kịch tính, rất hấp dẫn. Trước đây Đà Lâm chưa từng quay YouTube những trận bóng đó như thế. Thật đáng tiếc các bạn à. Lại là một pha quá đẳng cấp vừa rồi của Bad Boy. 4-2. Bóng tốt. 3-4. Thầy giáo Dương là đối thủ của Mã Cha So. Đôi công 3-3. Thầy giáo Dương là đối thủ của Mã Cha So của cầu tre hiện tại các bạn ơi. 4 đội đang ở đâu? Thầy giáo Dương đang ở cầu tre. 2-3 năm trước, trước dịch, bộ đội là đối thủ của Dương Châu tại Gò Sòi, ký đội. Hiện tại bây giờ bộ đội đang bị chấn thương tay, rất ít xuất hiện tại cầu tre các bạn ơi. Dò gà. Lại là một pha thiếu cảm giác rồi của Bad Boy. 4 đều. Buôn. Hiện tại Đại Lâm cũng có một kênh phụ của Đại Lâm là Đại Lâm Chuyện bên này. Quay lại tất cả các sân bóng vui nhộn. Các bạn hãy đăng ký share và like và share. Xin cảm ơn các bạn rất nhiều. Bóng ngoài. 5-4 nghiêng về cho thầy giáo Dương. 3 quả liên tiếp thầy giáo Dương lên điểm. 5-4. Sáu bốn lại là Bad Boy đến bóng ngoài đổi sân. Các bạn nào có thấy Sang Phan Rang tại sân Tây Ninh, cắt ké quay kèo đó nha các bạn. Sang Phan Rang chấp cà ràng có 3,5 mét đích thôi. 3,5 mét đích thôi. Sang Phan Rang quá dễ dàng hạ cà ràng. Thật sự Sang Phan Rang quá đẳng cấp các bạn à. 2023 không thể đùa với Sang Phan Rang được. Lại là Bad Boy. Tiếp tục lại là Bad Boy đánh bóng ra ngoài. Bảy bốn nha các bạn. Lại là ra ngoài tiếp tục. 8-4. Chín bốn.
94. Lại là Bad Boy đánh bóng ra ngoài tiếp tục nữa rồi. 14. Không hiểu điều gì đang xảy ra sau khi gác 4-2. Dương Châu đi 8 điểm một lèo một các bạn. Thì ta bây giờ là 14 rồi. Bạn ơi, xong tệ tới mình chưa? Bạn tới mình chưa? Ok. 11-4. Rồi, kết thúc chương trình đài truyền hình đến đây hết. Xin chúc mừng Dương Châu đã vào bờ qua toàn để lâm vào chiến đấu các bạn. Chúc các bạn luôn sức khỏe, bình an, may mắn trong cuộc sống nha.